chú ơi, con đang chạy giữa đường xe hết xăng, chú có tiền không cho con mượn ngàn 20 ngàn có đổ xăng được không chú? Thấy ông chú xin tiền ở ngã tư, cô gái đến xin 20.000 đổ xăng và cái kết bất ngờ. Giữa ngã tư đông đúc, một cô gái tất tả chạy tới chỗ một người đàn ông khắc khổ, hai tay chống nạn đang xin tiền hảo tâm từ người đi đường để hỏi xin mấy mươi nghìn đổ xăng. Không rõ cả ngày hôm ấy ông chú đã xin được bao nhiêu tiền, nhưng đứng trước hoàn cảnh cấp thiết của một người hoàn toàn xa lạ, ông chú đã không ngần ngại vừa cười vừa vét mót hết số tiền lẻ còn lại ở trong túi ra, rồi cho cô gái tất cả để đổ xăng. Chú ơi, con đang chạy giữa đường xe hết xăng, chú có tiền không cho con mượn 20 ngàn có đổ xăng được không chú? Dù chỉ được vỏn vẹn 13.000 đồng nhưng có thể thấy đó là toàn bộ những gì ông có trong người. Thậm chí ông chú còn nói theo mấy lời động viên, đâu có gì đâu cô, để cho người nhận không cảm thấy áy náy trong lòng. Xúc động trước sự hào sảng của ông chú, cô gái cũng dốc hết toàn bộ số tiền trong túi của mình để biếu lại ông. Xem như đây chỉ là một cuộc giao dịch bán mua sự tử tế trong đời vô cùng sòng phẳng. Vậy con lấy không được, con lấy nha. Mà có nhà. Chú có bao nhiêu, chú cho con hết, chú có bao nhiêu, con cho chú hết lại. Thôi, mà. Thôi, cô ơi. Không, này, đây, 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 con đổ cho chú. Thôi. Đây, con có bao nhiêu, cho chú hết luôn. Thôi, cô cho nhiều quá. Dạ, dạ. Rồi, vậy là con lấy cái này đi đó nha. Đoạn clip sau khi đăng tải đã khiến cho nhiều người cảm thấy ấm lòng trước sự lan tỏa yêu thương một cách hết sức dễ thương của cô gái. Được biết trước đó cô gái cũng đã thử hỏi một người có hoàn cảnh tương tự. Dù người kia không hào phóng như ông chú, nhưng cô gái vẫn niềm nở biếu cho một số tiền nho nhỏ, gọi là chút quà hảo tâm. Một vài bình luận được mọi người để lại. Nghe chú nói chú còn có mấy mươi ngàn, còn bảo cô gái cứ lấy đi, đâu có gì đâu. Mà tôi muốn rớt nước mắt, sao mà thấy thương chú quá. Thiệt chớ xin tiền người khó thì dễ, thì họ còn cho, chứ xin người giàu thì chưa biết được. Người nghèo thường dành tất cả những gì ngon và tốt nhất cho người khác. Chắc bởi người nghèo họ hiểu thấu cái nghèo nên rất sẵn lòng chia sẻ. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tin 3 Phút để cập nhật tin tức nóng hổi mỗi ngày.